Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phương. Hiện tại thì Phương đang ở phố cổ Đồng Văn các bác. Nay là chủ nhật, Phương sẽ đưa các bác đi tham quan chợ phiên buổi sáng. Trên hành trình của Phương đang đưa cô Lương ở Biên Hòa Đồng Nai đi du lịch. Giờ Phương mời các bác đi xuống chợ cùng Phương nhá. Có một chị đang ngủ cũng không dám làm phiền. Các bác xem video của Phương từ hôm qua giờ thấy giọng Phương khác. Là do Phương bị khản cổ, bị ốm các bác. Đây là địa đầu Tổ quốc, thị trấn Đồng Văn các bác ạ. Hà Giang nó giống như kiểu là body hình một con người như này. Đấy. Thì Phương đang đứng ở trên đỉnh đầu. Đấy. Nơi địa đầu Tổ quốc các bác. Trong này là cái phố đi bộ các bác. Đấy, tối chủ nhật thì có rất là nhiều, tối thứ bảy có rất là nhiều các chương trình ở đây. Các bác đi du lịch lên vùng cao, các bác đi vào những ngày cuối tuần, đi ví dụ là đi thứ bảy, đấy, tối thứ bảy các bác ở đây thì là tối thứ bảy xem chợ đêm này, sáng chủ nhật xem chợ phiên các bác. Chợ này mở chủ yếu vào 2 ngày cuối tuần các bác ạ, thứ bảy chủ nhật, nhưng mà chủ nhật là ngày chính. Ở ngoài này thì các gian hàng chủ yếu bán thịt trâu, thịt bò, lạp sườn. Bên này mới là bà con, bên này bà con bán rau. Cái quả này là quả gì? Quả này quả gì đấy ạ? Quả gì ạ? Phì phà. Ăn luôn như này ạ? Bao tiền một túi này? 10.000. Ấy, một người bảo 5.000, một bảo người 10.000. Hả? Cái này hái lâu chưa? Sáng mà hái đang về. Nó giống quả gì nhỉ cô nhỉ? Giống quả hơi nhớt nhớt. Vậy 10.000 cơ. Phì phà. Đúng rồi, chị này nói đúng đấy. Cả sáng em ăn quả đô ca. Cái đây là quả gì em? Quả phì phà, chị ăn thử. Chị ăn không ngon. Hay chị ăn thử đi, không chết được đâu sợ. Chị ra. Chị ăn cái này đi. Cái này có ngon không? Ăn được mà, ăn cũng ngon mà chị. Không, chị xin một cái. Chị ăn đi. Chua à? Ừ. Không chua mấy? 3 tiền cân. 10.000 một túi. Như của chị. Dạ vâng, chị ở đâu tới chị? Ở Hà Nội. Chị ở Hà Nội đấy. Trung tâm bộ nhà ông già. Ủa thế à? Dạ chị vâng. Nhà em ở Hà Giang. À, gần đây à? Dạ vâng. Chị ở trung tâm bộ nhà ông già. Chị thích quả này không? Ăn được không? Sao chua ngon ngon. Đây, đây. Em tặng chị. Đây. Chị ăn được. Em tặng chị luôn. Thôi, chị cảm ơn. Chị cảm ơn. Dạ vâng. Dạ chị nhé. Ớt này bán bao tiền một lọ hay chị? 80.000 bao nhiêu? 80.000 một lọ. Vừa bán một tầm. À, bán cả giống cây ớt này luôn. Dạ vâng. 80.000 một lọ. Cái còn đâu nếu mà tươi mà không ấy thì bao tiền ạ? 5-600 nhưng mà bây giờ chưa có đâu. 5-600 à? Mới bắt đầu trồng này cả. Thử đi, thử một quả cái thử. 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 Ớt các bạn, ớt gió, một trong loại ớt. Giá sóc muối không ạ? Để lâu chưa ạ? Chị làm lâu chưa? Hòa ăn không? Cay nữa. Vâng, em cảm ơn đã nhá. Bán cả giống, giống này bán bao tiền cây chị? 5.000 một cây à? Dạ, quả đấy to hơn bà nhỉ? Măng gì đây bà? Măng này măng ngon. Măng gì ạ? Măng ngọt ạ. Măng ngọt, măng vầu à? Không phải vầu, vầu thì vầu, cái này vầu khác, vầu... Không phải vầu à? Cô là người Giấy à? Ở đâu à? Yên Minh lên đây bán hàng à? Đi 50 cây lên đây. Nhiều quá này, lên đây và ăn được một tí, đỡ một tí chứ.
Còn miến này là miến gì? Miến mình tự làm. Tự làm này đúng không? Đúng không? Yên Minh có nổi tiếng cái miến tự làm này. Rau gì đây cô? Nhưng mà màu đẹp thì cô nhỉ? Còn cái cây cái tắc kè này thì không? Là có tác dụng gì ạ? Đây là thứ chăm sóc này. Dạ. Còn đây cô? Cái này là dây mật gấu ạ. Dây gì ạ? Mật gấu. Mật gấu ạ? Đây là sâm. Còn đây ạ? Đây là mộc cẩu. Mộc cẩu. Nhưng mà teo hết rồi cô. Nó mộc cẩu nó khô đấy. Nó teo hết rồi các bạn. Nó không cẩu nữa thôi. Còn bán cân 200 mấy. Dạ. Vâng. Cái này là bán. Cái này cũng của cô à? Cây bổ máu này này. Mua hộ cô một tí đi. Cháu đã không biết mua gì hộ cô đây. Đây, cái này đi không, ngâm hiểu. Nhưng cái đấy cháu không mua được. Đang nhìn cái miến này này. Miến này cân 35 ạ. Thế cô lấy cho cháu một cân đi. Miến này là miến là cô miến tự mình, làm. Ừ, đúng rồi. Miến cô tự làm ạ. Miến Yên Minh là bà con tự làm. Cái chỗ này này cô này. Chỗ này chưa được cân ạ. Thôi cháu lấy bằng này được. Thế cô lấy thêm đi cho cháu. Cô lấy thêm một ít nữa mà. Cô xem bố nào to thì cân cho. Cầm theo bó à? Thế thôi đây cô, đây. Đây. Không, cô phải theo bó nếu mà có. Thôi đây, thôi cô, đây. Được mà. Thôi cháu cũng lấy đây bằng này được rồi. Cô lấy bằng cái này xem là có đủ cân thì cho dễ ta. Thôi cô đây, cháu gửi tiền này. Đây cô không phải trả lại đâu. Dạ vâng đây. Cảm ơn cháu nha. Dạ vâng. Cảm ơn nha. Cái măng này cháu không biết măng tên là gì cơ. Cái này măng như là bảo măng dê chứ cái này loại to. Măng gì ạ? Măng dê đây. Măng dê ạ? Ừ, cái này là loại to, cái này là không có mùi dê, loại to, loại bé thì mới có. Dạ. Anh cháu cảm ơn cô nhé. Đây anh này phải đi dẹp đường xe ô tô đi. Chú ơi, chú bảo làm về thử xôi. Nước lên để thử xôi. À, cái lên màu đẹp. Là màu. Màu gì đấy cô? Màu vàng. Màu vàng. Cháu thấm của nó. Cháu cái túi. Không có. Cháu đi chung này. Chi mua là không có. Không có. Chi mua túi là không có túi rồi. Là nư. Đây. Chợ bây giờ xếp ra giữa đường rồi các bác. Rau này là rau tam giác mạch ạ. Rau cá này bao nhiêu một túi? 10.000 thác cẩu xia. 10.000 ạ. Cái này bao nhiêu đấy? Thiếp xia là 10.000 tiếng Tày. Cẩu xia là tiếng Mông các bác. Ở trong chợ này có một người em tên là Mỹ các bác ạ. Em gái, đợt trước em gặp ở đây, không biết là đi tìm không biết có thấy không. Em ấy bán hàng cũng rất là giỏi ấy. Mỹ 16 tuổi. Rau dền. Kiểu giá đỗ. Nhưng mà to quá, dạ vâng. Chị bán được gì chưa? Bán 5.000. Ý là chị bắt, nhưng mà em bây giờ không có chỗ ăn. Em cảm ơn nhá. Cái này nấu với ở canh xương các bác ạ, lấy xương về nấu ngon lắm. Ôi, đây có một con ngan. Anh ơi, mua đi anh ơi. Củ này củ gì đấy? Kim xương. Dạ? Kim xương. Em uống rồi anh chị ạ, giá thế bán đi. Kim xương. À, dạ dày. Đây chắc mật ong ạ. Vâng. Đây các bác ơi, buôn vải.
vải này là mình đi mua về đấy à? Vâng, mình mua về. Mua xong là bán chỗ khác à? Ờ. Chỗ này là... Đấy, mua tấm này đấy. Mua cái này mua bao tiền? À, bán bao tiền? Tấm này á? Tấm này mua gần 700 à? Một mua theo tấm à? Ờ. Không phải là theo mét à? Theo mét cũng mét. Theo mét thôi mà. Theo mét. 700 à? Vâng. Vừa nãy đi mua. Ờ, cảm ơn nhá mình. Cái này nhà có đám có việc thì người ta mới mua. Ở trong kia vừa mua 650 hoặc là 600 đây bán 700. Kiểu dịch vụ thương mại bán mua vào bán ra các bác. Chào ông nhá. Ông đã có cái máy khâu giày dép này. Khâu giày dép thủ công. Còn mấy cái quả đấy quả chuông. Đấy, cạm chuột. Ui, ngô này các bác giống Trung Quốc này. Càng mới ít thấy. Nghệ đèn này, quả dứa này, dứa nước các bạn, dứa dại chữa bệnh thận này. Dạ. Trong này khu vực bán giày dép, quần áo, em bé đi chợ sớm quá, ngủ. Đi từ mấy giờ chị? Đi từ mấy giờ? 6 giờ à? Thế là buồn ngủ là đúng rồi. Đây, sâm xuyên đá khô này, cuốc xẻng. Đây, quầy mỹ phẩm. Ô, cái này để đây đó. Nó kêu suốt ngày. Phải đi vào đây. Ôi, xin chào nha. Đi đâu đây? Ở đấy lúc nào nó chả kêu. Biết cái tai. Vâng. Váy này chỉ khoảng hơn 100.000 một cái thôi. Bao tiền một cái như này chị? Hả? Bao tiền một cái như này? 60.000 cái này, 50.000 đâu. Cái này 60.000. Vâng. Rất là, ý là rất là rẻ các bác, có 50.000, 60.000 một cái. Cảm ơn nhá. Khách du lịch nước ngoài các rất là thích thú các bác vào trong chợ này, kiểu đủ các loại màu xanh đỏ tím vàng. Đấy, trước phải giống như anh này, lúc nào cũng dẫn khách đi chơi quanh chợ. Chào em nhá. Bán váy à? Bao nhiêu tiền một cái? Hả? Hả? Bao nhiêu? 100.000 à? Xong ngoài kia bán có 70.000, 80.000 rồi bán 100.000. Vải mà anh. À thế là vải này tốt hơn à? Mình làm vải như này thì rồi. Anh cảm ơn nhá. Đây khu vực đổi tiền. Đổi tiền này là đổi tiền chung hả cô? Đổi ngược. Căn bản là người ta đi Trung Quốc làm ấy, xong là vẫn để tiền chung ấy. Đi chợ thì bắt đầu mới đổi sang tiền Việt các bác. Và mua ít xôi hoặc là tí ra ăn với cả ấy nhá, ăn với cả thắng cố. Cho cháu một gói cô. Một gói hả? 10.000 hả? Không, một gói to mà.
10.000, xuống 10.000 được cô ạ. 10.000 á? À? Vâng ạ. 10.000 thì không có mấy đâu cháu. Vâng, được bao nhiêu cũng được. Lấy tầm 20.000 thế. 20.000 một bình hòa ăn không hết. Nhiều người ăn chứ, một mình thì sao ăn hết. Xôi ngũ sắc à? Vâng. Đây đủ 5 màu không cô? Có đủ 5 màu. Đây. Màu vàng này, màu cam này, màu xanh dương này. Vâng, đủ 5 màu, đảm bảo. Đây là 10.000 à? 10.000 bé tí. Vâng, 10.000 thì được đấy thôi. Cháu lấy 10.000 thôi. Mười nghìn cho Hòa. Buổi sáng cô bán được chỗ này là bao nhiêu tiền cô? Ít thôi. Chỗ này được một cái sản được 1 triệu ạ. Chỗ này 1 triệu không ạ? Vâng. Còn hơn đấy cô nhỉ? Vâng, được đấy thôi. Đây, cháu cảm ơn nhé. Dạ. Tâm sự nhiều quá. Gió sâu. Giờ mời các bác đi sang cái khu vực chăn nuôi gia súc kìa. Bán gia súc xong rồi quay về cái khu vực ẩm thực. Nay làm một bát thắng cố siêu to khổng lồ cho em Hòa ăn. Hòa ăn thắng cố đây bao giờ chưa? Chào phiên đi. Ui, bên này vòng. Vòng này là không phải vàng cũng không phải bạc mà đồng. Một cái vòng này như này bao tiền hả chị? 50.000 à? Bằng gì đấy ạ? À? Hả? Bằng đồng á? À? Thế còn cái vàng vàng này? Cũng 50.000 đấy à? Đây. 50.000 hết các bác. Chào chị nhá. Đi em ơi, bên này. Chợ này đông quá các bác, đi lại khó khăn. Đây, caramel này lách. Đây là khu vực hương với tiền giấy, mọi người tự làm. Cái này là các cô tự làm hả cô? Hay là mua về mình bán? À, mua về bán. Còn cái này tự làm. Vâng ạ. Cái này thì mua về để bán. Còn cái này là tự làm. Sạp bánh rán. Chào chị nhá. Anh nhìn xôi ngũ sắc ngon chưa? Hòa ăn được thêm không? Anh mua thêm. Đây khu vực ẩm thực. Thịt nướng. Đây, ra cái khu vực bán gà, bán bò các bác. Gà này thì là gà chân vàng thôi. Gà này mới gà xịn này. Đấy, bà ôm về là gà xịn này. Đây có 2 con chó đẹp chưa?
lợn, một con màu nhìn đẹp chưa? Màu hồng hồng các bác. Mua đấy. Dạ. Không biết mang về kiểu gì. Bán con này bán kiểu gì ạ? Bán con á? Tò mò. Tò mò. Bao tiền con này? 4 triệu à? Con này? 4 triệu à? Ừ. Em cảm ơn nhé. Thực ra là bán tù mú nhưng mà các anh ở nhà cân trước rồi các bác. Để lợn nhiều lắm. Đây là khu vực bò. Cho. Con lợn. Để cho xin chụp cái ảnh. Hoa hoa hoa. Cho em chụp cái ảnh với. Hoa chụp. Con lợn này nhìn như lợn trọi nhỉ, chả thấy tí lông nữa. Nó đâu hết. Con này nuôi lâu chưa anh? Lâu rồi. Bao lâu rồi ạ? Bây giờ họ bán lợn với cả bò nhiều. Đi đi vào trong đi. Đây cái quầy rượu này. Mọi người uống rượu đây. Uống rượu uống nước ngọt. Chị. Sáng nay có thêm cô Lương nữa, nhưng cô Lương với con trai em Long ấy bảo là sáng cô dậy đi sớm đi chơi chợ, nên là các cháu dậy cứ đi ăn sáng trước đi, nên là cô Lương bây giờ đang ở đâu Phèn cũng không biết. Phèn với Hòa ăn xong là tí đi gọi cô xem cô đang ở đâu, đi uống cà phê các bác. Đây là ra khu vực bên kia ăn thắng cố. Xôi này có hai màu à? Tôi cho em một túi hộp nữa. Có ăn cái này không ạ? Không ạ, cháu ăn mấy này lấy thêm. Bao nhiêu tiền à? Đây chị cho vào đây chứ. Đấy, các bác vào đây, khu vực ẩm thực thấy nó rực rỡ chưa? Ôi. Bây giờ ở đây họ làm thêm đồ ăn đây, có cả trễ, có chiếc, ngon lắm. Trước không có.
Ơ anh ơi, cái khu vực họ làm thắng cố đây đâu? Đây đây. Cái nồi thắng cố to kia cả. Họ nghỉ rồi á? Ô thế à? Em cảm ơn nhá. Cái tôi ra kia ăn ấy đi. Thắng cố hôm nay họ không bán. Ra quán này đi em ơi. Dạ vâng ạ. Cho em ngồi bên này nhé. Đây chị ơi, cho em phở đi nhỉ. Phở cho em trễ này với trứng nhé chị nhé. Đây bọn em ngồi bên này được. Hòa, ăn sau tí nhá. Anh sáng giờ bán được nhiều chưa bà? 20 cân bún nữa à? Phở 30 cân. Đây xôi các bác. Cái này là ngũ sắc. Còn cái này có hai sắc thôi, hai màu đây. Mình ăn ít thôi hay nhiều thôi? Em ít thôi ạ. Cái này có hai màu. Còn cái này 5 màu. Em ăn trễ trứng với ở trễ rồi ạ. Chị cứ cắt hết chỗ đấy cho hai bọn em. Trễ với trứng nữa. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Chị cứ thái to to. Cái này là tí, trần cho nó chín nhá. Cái này nó là cái tiết của nó, không phải. Cái trong này à? Chị lấy thêm bằng này nữa trứng cho vào bát này cho em ấy. Dạ vâng ạ. Đổ cho bát Hòa nhiều hơn một tí. Dạ. Hòa vất vả. Quay xong là tí ăn được ăn nhiều hơn. Đây, phải ăn thử cái xôi này. Đây có lạc vừng này các bác này. Vừng này vừng đen đấy. Xôi này mềm lắm. Các bạn ấy mềm không? Các bác ạ. Nó chín nha chị. Chín rồi mà anh, cái này là tiết thôi. Dạ vâng ạ.
Em không. Có. Hòa mà ăn hết được cái đầu lợn kìa. Ăn được hết không? Ăn hết nhá. Thử thách. Thử thách nhá. Đây bán quả hòa. Còn chưa? Cho Hòa ăn cho béo. À, em mời chị nha. Em mời các bác nha. Dạ, đây ạ. Ngon quá các bác. Nước chấm. Thử. Thử xem. Nước chấm này họ pha theo cách công thức đặc biệt đi. Đó. Giờ đổi cho thằng em sang ăn review. Anh em nay mời thằng cố quá. Hả? Anh em nay mời thằng cố quá. Thằng cố em không dám ăn đâu. Không có. Thằng cố ngon mà. Mời các bác nhé. Ăn đi. Con này ngon đấy. Con này hơi to. Sớm nhỉ? Còn sớm ấy. Có không? Đây, yếu lắm. Ăn đi xong là đi một vòng nữa. Vào. Hòa ăn thế nào, ngon không? Nóng hết cả người. Nóng hết người, ăn nhiều ớt quá. Rất là ngon. Đi bên này em ơi. Vâng. Cứ chỗ nào bây giờ nó vắng vắng thì đi thôi. Đi tìm chỗ nào uống nước. Đi lên trên em ơi. Chào người đẹp nhá. Người đẹp tên là gì ấy? Dính à? Dính đã bao tuổi rồi? 30 tuổi à? Ờ. Dính bán giày dép với cả ấy à? Phụ kiện chị em à? Với cả cái này là cái gì? Mỹ phẩm à. Cảm ơn nhá. Đồ ui, bạn này xinh gái đấy nhá. Giờ Phen ra đi tìm cô Lương, sau đó đi di chuyển xuống Quản Bạ các bác. Hy vọng là buổi đi chợ hôm nay chia sẻ với các bác có một chút thông tin. Chợ phiên các bác không có thời gian, không có cơ hội lên vùng cao chơi, các bác biết video của Feng chia sẻ với các bác. Đến đây cũng xin được kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã xem video của Feng. Hy vọng có bác nào đến Hà Giang chơi thì cứ liên hệ Feng đưa các bác đi chơi nhá. Xin chào, chào đi, chào các bác nhá.